50k thì cũng tương đối lớn mọi người. Cái này dành cho những anh em nào thích là đánh nhanh, thắng nhanh nha. Còn anh em muốn chơi đường dài thì cứ chơi đặt mức cược nhỏ thôi. Nói chung mức cược này thì chúng ta nổ thì chúng ta sẽ nhanh lên, nhưng mà nếu không nổ thì rất là dễ mất hết vốn. Bởi vậy anh em chơi thì chúng ta canh làm sao đó mà chơi hợp lý với chúng ta. Rồi, ok, ok đặc biệt 206. Tiếp tục 70. 72. Chữ football mà rơi trúng cái hàng đầu là ngon rồi anh em. Nổ đặc biệt cái thác đó cũng to đấy, tại vì toàn bộ là Neymar. 30k. 60k. 1k. Ok, cái đặc biệt tiếp theo 6.0. 27. Rồi 6 đôi dài luôn anh em, 6.0, 6 đôi dài 59. Tuyệt vời. Có sân thì phải có dài chứ anh em, vậy mới đá được chứ. Đâu mới lên này bây giờ nó xuống kìa, kinh thiệt anh em. Mít liên tục luôn. Nó hút không còn cái xương luôn anh em. Rồi bây giờ mình sẽ nâng mức cược 100k nha. Làm liều nha anh em. Để xem có một phát đặc biệt nào nữa hay không. Tám chục. Chín chục. Lỗ 10k. Chán ghê anh em. Nổ. Rồi, ok. Phải nổ như vậy chứ anh em. Một mờ. Nãy quay còn lại 3-4 xị cũng hơi rén chứ anh em. Rén thật sự luôn. Hên nổ một phát đặc biệt. Tạc đòn, ok, được suốt tạc đòn anh em. Tuy là không thích lắm nhưng mà cho thì cứ suốt anh em. Một quả, hai quả, rồi suốt được hai quả, 406, lên một màu 8 rồi. Tạc đòn, ok, tuyệt vời luôn anh em. Nó cho mình suốt hai lần luôn. Rồi, lần này để gỡ lại nha. 1 2. Rồi, vẫn là hai phát luôn. Vãi đạn thiệt. 1-19. Mình sẽ cố gắng làm tròn 2 mờ nha. Tha một xíu không biết được hay không. Mình sợ là 1-19 mà không chịu chốt anh em là bắt đầu nó xuống không lên nổi, nhưng mà liều một lần nha, thử vận may xem sao. Ba chữ football luôn. 206. Rồi lẫm đặc biệt 510k. Xuống quá anh em ơi. M
Mình nghĩ là tốt nhất là được 119 thì lên chốt nè. Cứ tham mấy chục chi. Giờ xuống rồi. Rồi, xong rồi. Rén thật sự anh em. Ok, đặc biệt 500. Giờ mà muốn lên lợi nói chung thì cũng hơi khó. Trăm sáu. Trăm chín. Ok. Đặc biệt 6 sự. Bảy trăm sáu. Một màu. Cũng hên anh em. Rồi, ok, chốt nha. Quá may mắn luôn anh em. Nói chung chốt được là mai rồi. Rồi. Quá đau tim luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.